Kính thưa quý vị các bạn thân mến, chúng ta đã quá quen thuộc với chương trình Xây Cất Nhà Yêu Thương của cha Phêrô Nguyễn Nhân Tường đã phối kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ xã Vinh Kim để xây cất cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và hôm nay chúng ta vui mừng hân hoan khi gia đình của cô Nguyễn Thị Cúc đã nhận được một căn nhà yêu thương. Và hôm nay cha Phêrô cùng với Hội Chữ Thập Đỏ và chính quyền địa phương đang có mặt tại gia đình của cô Nguyễn Thị Cúc, ấp Chồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Công An, tỉnh Trà Vinh để tham dự buổi lễ khánh thành căn nhà mới cho gia đình của cô. Xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi. Kính thưa tất cả mọi người, xin được giới thiệu thành phần tham dự trong buổi lễ khánh thành ngày hôm nay gồm có ông Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Vinh Kim, ông Chi Hội trưởng ấp Chồng Lớn, ông cụ đảng viên của ấp Chồng Lớn và gia đình của anh Huê, chị Thảo đại diện cho gia đình của bác sĩ Aram đã tài trợ con đường mình ở khu vực này để đi đến phòng khám yêu thương cho không. Và có cha Phêrô Nguyễn Nhân Tường là đại diện mặt thường quân. Và bây giờ chúng ta bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay. Con xin mời. Chúng ta quay về bàn thờ Chúa nhé. Cha và con và Chúa thánh thần, người thương thân chiến hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ta đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến thấm là Chúa Giêsu là Đức Giao Lòng Thương Xót. Hôm nay chúng con ở trong ngôi nhà này, trước hết là chúng con cảm ơn Chúa đã cho gia đình này có được một ngôi nhà che nắng che mưa để thờ phượng Chúa trong ngôi nhà này. Đó là điều đầu tiên chúng con cảm ơn Chúa. Điều thứ hai, chúng con cảm ơn Chúa đã cho gia đình này có ngôi nhà để thờ phượng Chúa, để sống một đời sống tốt đạo đẹp đời, để thờ lại Chúa ở trần gian này, để nuôi dạy con cái cho tốt lòng. Điểm thứ ba, chúng con cảm ơn Chúa là bởi vì dù sao đi nữa, gia đình này trước đây không có một căn nhà để ở, hôm nay cũng được một căn nhà nhờ ơn Chúa ban. Do vậy mà gia đình này cũng sẽ làm sáng danh Chúa ở nơi này. Đó là ba điểm chúng con cảm ơn Chúa. Phần còn lại chúng con cầu xin Chúa hãy chúc phúc lành cho những người ở trong nhà này và chúc phúc lành cho ngôi nhà này, để những người ở trong ngôi nhà này và chính ngôi nhà này sẽ bảo vệ những người đó để họ thờ lại Chúa trong căn nhà này. Hãy Chúa xin Chúa hãy làm phép và thánh hóa ngôi nhà này để tất cả những người ở trong nhà này được cuộc sống bình an, mạnh khỏe, thờ phượng Chúa ở đời này và vinh hiển vinh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con cầu gì danh Chúa nhân từ cho các cảm linh hồn được bên chúng nghỉ ngơi hằng sáng theo mặt Đức Chúa Trời sáng an vui vẻ được hồn nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và tất cả mọi người chiến hậu nay căn nhà đã được hoàn thành. Xin mời ông chủ thầu sẽ được nghe báo cáo tình hình căn nhà, cũng như sau đó ông xin mời ông hãy dẫn dắt đoàn khảo sát để kiểm tra nghiệm thu căn nhà. Xin được trân trọng mời. Dạ, thì trước tiên chúc thưa cha Phêrô cùng hai vị khách mời là đại diện mạnh thường quân đến xe con đậu cùng ông chủ tịch và cô chú bác ở đây để đi khảo sát căn nhà trước. Khảo sát trước, xin mời tất cả mọi người chúng ta hãy cùng chờ chủ thầu để khảo sát căn nhà. Chân diêu mộng thư lôi,
Bây giờ là trước là linh mục, rồi sau tất cả là anh chị em ông bà cô bác đây chung có cùng lời để là viếng căn nhà này. Thì trước đây á mà tôi cũng bị nghèo khổ, cực kỳ gian khổ mà gian nan, không phải là ở Việt Nam mà trở lại là nhờ nước ngoài viện trợ vô, rồi Việt Nam cũng có viện trợ rồi. Trong đó ông cố cũng có một phần là giúp cho bà tôi được điều vinh hạnh là được một căn nhà đó từ 50 mấy đến 60 triệu đó. Thành ra bây giờ tôi cảm ơn nhất là mất ba ba năm bác sĩ gửi lời về thăm ổng được dồi dào sức khỏe, rồi trước nữa là chúc cho con được mạnh khỏe, mạnh dài thanh đẳng để lo cho bà con số tiền cô bác. Rồi đường lộ thì thấy gì rất là tốt đẹp. Rồi tới là cái bệnh thì người ta đã hỗ trợ, thì đem lại đó rất vui mừng và điều phấn khởi. Thôi bây giờ tôi có nhiều lời, bây giờ cầu chúc cho là các cô bác anh chị có dưỡng dốc nước ngoài thì phụ viện trợ cho có đặng là có lo bệnh của cô bác hiểm nguy đau khổ đớn đau sốt ruột. Thôi bây giờ tôi có nhiều lời đó, bây giờ cầu chúc cho tất cả được dồi dào sức khỏe, mạnh khỏe sống hoài đi, sống trăm năm thôi nha. Cái tao máy nó mệt lắm à. Kính thưa quý vị các bạn thân mến, hôm nay chúng ta vui mừng hân hoan khi có gia đình của anh Huê, chị Thảo đại diện cho bác sĩ Ara đến đây tham dự buổi lễ khánh thành, buổi lễ bàn giao căn nhà mới cho cô Nguyễn Thị Cúc. Xin mời gia đình có đôi lời chia sẻ những cái cảm nghĩ mình đến đây tham dự. Cảm nghĩ thôi. Tôi cũng thay mặt gia đình tới đây thì cũng dự buổi lễ là buổi này là cũng có quá khứ, nhưng mà tình cờ vậy thì cũng rất là để làm anh chị. Thì cũng cầu chúc cho cô ở đây hôm nay nhận nhà mới thì cũng xin Chúa ban cho cô cháu được dồi dào sức khỏe. Thôi hết lời. Xin cảm ơn thầy. Xin mời cô Nguyễn Thị Cúc là chủ nhân của căn nhà mới này. Xin cô có lời phát biểu ý kiến này. Dạ, thưa thầy, cảm ơn cha Pedro là táo. Kính thưa anh Tám, chủ tịch xã Linh Kim, anh Chính và tất cả mọi người đây. Hôm nay là vợ chồng anh Huê và chị Thảo đến thăm cha để giống như là đến thăm rồi đại diện cho nhà tài trợ là bác sĩ Ara Nguyễn để chia sẻ niềm vui với bà con ở đây. Vì con đường chút nữa thì cha dẫn hai người này đi ra giờ con đường cho nó vui, giống như là đi chia sẻ niềm vui chứ không phải là đi kiểm tra hay khảo sát. Cha nói gì đúng không? Chia sẻ niềm vui với bà con ở đây. Thì nhân tiện đây thì hai anh chị gặp dịp để khánh thành thì hai anh chị đến đây tháp tùng khánh thành luôn. Cho nên mà những chị Thảo dạy dỗ mình chỉ đâu biết gì dạy dỗ ha, mới quá mà dạy gì, nếu có dạy nữa mày sẽ kinh dậy. Thưa anh Tám, chúng ta đã làm những cái căn nhà tình thương này đến nay cũng là chục căn rồi, không phải chục kia hơn rồi. Dự kiến năm 2019 là chúng ta làm 10 căn nữa, năm 2020 cũng 10 căn, năm 2021 cũng 10 căn, 2022 cũng 10 căn, 2000 tới 80 tuổi cho từ cũng 10 căn. Làm tới chừng nào chết không?
Chứ mình đâu có biết ngày nào là, nhưng mà nó có cái hay là, tức là mỗi tháng là nhà thầu thi công một căn, thì cái căn nhà này thì thi công là như thầu nó báo là từ 20 ngày đến 25 ngày đúng không? À, từ 20 ngày đến 25 ngày thì vừa xong một căn nhà này thì ông nghỉ vài bữa mới qua căn nhà khác. Có nghĩa là một năm chúng ta làm 10 căn, chúng ta còn lại trừ bì. Ví dụ như đầu năm là nửa tháng, rồi cuối năm nửa tháng, rồi trong năm có đau ốm bệnh tật, vợ con nó ói mửa thì nó vuốt hết nhà thầu đã đứt 2 tháng. Tức là vừa nó ăn Tết, vừa nó nghỉ Tết, rồi vừa vợ con nóng tráng, nóng đầu, ăn tiêu rồi nó chở đi bệnh viện rồi là cha tính là có 2 tháng. Như vậy tụi nó còn 10 tháng để nó xây nhà. Vậy thì cứ một năm nó xây 10 căn. Vậy là cái nhà thầu này là không có ngày nào mà không xây nhà tình thương cả. Ngày nào cũng xây, ngày nào cũng xây, mà xây cho đến chừng nào cho chết thôi. Xây đến chừng nào cho chết thôi. Thì năm nay là năm 2018 chúng ta làm căn nhà này, là hiện tại là căn nhà này đến thời điểm này là 55 triệu. Nhưng mà thấy kinh phí này dễ mỏi. Cho nên đến năm 2019 thì chúng ta tăng căn nhà này là 60 triệu. Cũng là căn nhà mới lớn thì 60 triệu thôi. Thì đến năm 2020 thì chúng ta phải tăng lên nữa. Còn 2019 chúng ta sẽ làm căn nhà 60 triệu thôi. Thì tại sao cha nói là mỗi ngày mỗi làm, mỗi năm mỗi làm, mỗi tháng mỗi làm? Cái lý do đơn giản đó là chúng ta là hội chữ thập đỏ. Mà hội chữ thập đỏ nó có một cái giá trị là ở chỗ là cứu người. Mà cứu người ở chỗ là không phân biệt ranh giới. Giống như là không phân biệt nước này hay nước nọ nước kia. Nước nào nghèo là ta đến cứu vì ta là hội chữ thập đỏ. Rồi không phân biệt chủng tộc, màu da, thứ tóc hay ngôn ngữ. Miễn hỡi ai nghèo thì ta cứu. Muốn gì một mẹ nuôi 6 con mình không cứu sao coi được. Không, giá trị hơn 1.000 lắm đó nè. Mình không phải mình cứu bả mà mình cứu 6 đứa nhỏ đó. Đò, mình cứu 6 đứa nhỏ đang ngồi trong lòng bả đó. Thì là đi cháu à. Ôi, cháu cháu đứa con là phải đi cháu. Thì chắc phải chục luôn. Như vậy rõ ràng cha muốn nói là những gì? Là ở đây cha thành lập điểm hội chữ thập đỏ gần 2 năm rồi. Nhằm mục đích là để cứu người. Cứu người không phân biệt ranh giới, nước này nước nọ nước kia, không phân biệt chủng tộc, màu da, thứ tóc, ngôn ngữ, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chính trị và trung lập về cứu người. Tức là hầu chữ thập đỏ chỉ biết một việc duy nhất là cứu người, chứ không đứng gì khác. Và cũng chính vì cái chỗ đó mà cha và anh Tám cũng như hai vị này đây sẽ quyết tâm bắt tay nhau để mà cứu người cho đến khi nào nhắm mắt. Anh Tám có thể làm gì được không anh Tám? Anh Chính, anh Hai làm được không? Đến khi nào mình nhắm mắt nghỉ ha. Mà hãy Chúa cho mình nhắm mắt sớm thì mình nghỉ sớm, nhắm mắt trễ thì mình nghỉ trễ thôi, chứ mình đi cứu người mà. Quá khi mình cũng mở mắt chứ. Thì ngày nào mở mặt là cứu người. Vậy thì hôm nay cha mọi người cảm ơn cha thì cũng không phải là sai, vì đó là lễ nghĩa mà. Thật ra thì nói cho đúng nghĩa mà nếu không có cha với mấy ông này khởi xướng lên thì chắc cũng không dễ gì coi căn nhà. Cho dù có tiền cũng không phải làm được. Anh quy là mấy ông này. Vì những người này là những người yêu thương, người ta giữ gìn đất nước, giữ gìn an ninh trật tự. Mà nếu như mình có tiền mà mình tự làm cái đó cũng chưa chắc được. Phải có những người đại diện trong làng, trong xóm, họ đứng ra, họ bảo đảm cho mình về trật tự an ninh. Vậy thì hãy nói cảm ơn cha thì hãy nói cảm ơn tất cả những người bên đây nữa mới đúng nghĩa. Tôi đâu có dành phần hết anh ta, không dành phần. Vậy nói tóm lại là nãy giờ mọi người cảm ơn cha thì cũng đồng nghĩa cảm ơn những người này. Và bên cạnh đó thì căn nhà này có hai gia đình hợp tác để ủng hộ chúng ta, đó là gia đình của cô Anna Trần, chú Hoang và gia đình của chú Dương ở bên Mỹ. Đã hai gia đình này được gọi là hai gia đình thuần chay, có nghĩa là ăn vegan tức là ăn chay trường, vegan ăn chay trường. Thì hai gia đình này muốn gửi tiền về để làm một căn nhà này cho bác ốc chứ không phải là cho bác cúc. Gửi một tiền về làm một căn nhà cho bác ốc thì cha có biết bác ốc đâu mà cho làm cho bác cúc. Thật ra thì bác ốc đang ở bên Mỹ á, chứ không phải ở Việt Nam, nhưng mà muốn gửi về làm một căn nhà cho bác ốc, cho thấy cái này hay vô cùng.
gửi cho cha tiền là một căn nhà cho bác ốc mà cha muốn làm cho nên là làm nghe thì cha làm em mấy ông này đề nghị cha làm thì ít nhiều gì chúng ta cũng cảm ơn hai gia đình này, gia đình của cô Hà Trần và gia đình của chú Dương đã rộng tay để ủng hộ cho bác ốc một căn nhà, và căn nhà đó hiện nay là chị cũng đang hưởng. Thì chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau và chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà họ cũng phải nhịn ăn nhịn uống nhịn mặc nhịn son nhịn phấn nhịn dép nhịn dài nhịn bớt nhịn hồng sòn nhịn đủ thứ mà chưa đầy để họ giúp đỡ cho người chúng ta. Thì đây là cái lòng thành của những con người ở Việt Nam xa xứ mà chúng ta gọi là khúc ruột ngàn dặm. Những người mà đi xa xứ mà nhớ về quê hương gọi là khúc ruột ngàn dặm. Những con người đó mà họ quay ngược trở lại để họ cứu chúng ta, đó là những khúc ruột không quên chúng ta. Những khúc ruột ngàn dặm, họ đi ngàn dặm rồi, cách chúng ta nửa dòng đá đất mà họ không quên chúng ta. Thì chúng ta hãy nhớ, chúng ta cầu nguyện cho họ. Cho dù cha không hưởng được cái gì trong cái này căn nhà này, nhưng cha vẫn phải cầu nguyện cho mình không. Bởi vì những con người đó họ nhớ về quê hương, cũng như sắp tới đây chúng ta sẽ khánh thành con đường dài 800 mét mà từ Quỳ Đường Lui là chắc phải là 1 cây số. Thì gia đình bác sĩ A Nam và các bác sĩ bạn đã ủng hộ chúng ta làm một con đường trải ngang 2,5 mét dài gần 1 cây số để cho xe 16 chỗ chạy vô để đưa đón bệnh nhân. Thì hai nhà tài trợ này đều ngang ngửa với nhau. Nhà tài trợ là con đường để cứu gia đình này, còn nhà tài trợ gửi tiền làm căn nhà này để cứu gia đình này, còn nhà tài trợ gửi tiền làm con đường để cứu tất cả mọi thành phần dân xã hội dân chúng. Thì chúng ta đã nhắc lại một lần nữa: ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Cái đạo lý này chúng ta không được quên. Đạo lý này chúng ta không được quên. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Nhưng chúng ta không thể nhớ, chúng ta không thể trả ơn cho họ bằng một hình thức nào khác ngoài tiền bạc hay là sức lực, mà chúng ta sẽ trả ơn cho họ bằng cái lòng thành tâm cầu nguyện cho họ có sự bình an, cầu nguyện cho những người đó họ được mạnh khỏe. Thì đó là uống nước nhớ người đào giếng, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Chứ người ta đã giúp cho mình thì người ta cũng cần mình giúp lại, nhưng mà cái lời cầu nguyện của mình chắc chắn người ta sẽ cần. Anh Tám đồng ý không? Vì tất cả mọi người chúng ta đang có mặt ở đây thì chúng ta hãy cầu nguyện cho những khúc ruột ngàn dặm của chúng ta. Những khúc ruột ngàn dặm đó họ đi này, nhưng mà họ nhớ gì chùm khế ngọt của họ không quên được. Thôi thì cha nhắc mọi người hãy cầu nguyện cho các ông nha. Nhưng mà cha nhắc thì cha nhắc, nhưng mà bản thân cha cũng phải. Bởi vì cái điều đầu tiên là cha khởi xướng lên, người ta ủng hộ thì cái chuyện đó trách nhiệm cha phải cầu nguyện. Vậy thì cha cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân mà đã giúp cho quê hương của mình từ hồi mình thành lập điểm chữ thập đỏ bây giờ gần 2 năm rồi. Mình làm rất nhiều căn nhà, mình làm rất nhiều chương trình từ thiện. Cha mong rằng tất cả các ân nhân này sẽ được mạnh khỏe, sẽ được bình an, sẽ được hạnh phúc trong cuộc sống mỗi ngày, và Chúa sẽ đổ ơn cho họ. Cuối cùng thì cha cũng cầu chúc cho mọi người trong gia đình này, cha cầu nguyện cho gia đình con được mạnh khỏe để con tiếp tục thờ phượng Chúa nha. Vì ở xóm riêng này không có ai là khác tôn giáo ngoài đạo Thiên Chúa đâu. Do vậy mà may mắn cho con là con cùng tôn giáo mà thờ Chúa cũng tốt nhé, để mọi người sẽ ủng hộ con và Chúa sẽ giúp đỡ cho gia đình con được bình an. Chúa cùng cha cầu nguyện cho tất cả mọi người ở đây nhé. Chúa ở cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Chúc anh chị em được bình yên. Nhân danh cha và con và Thánh Thần, chúng ta kết thúc ha. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.
Ngài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái, xin hãy độ đầy linh hồn tình yêu thiên tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết tâm.